Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi Đức Giêsu nghe tin ông Gioan đã bị nộp, người lánh qua miền Galilê, rồi người bỏ Nazareth đến ở Capernaum, một thành ven biển hồ Galilê thuộc địa hạt Zebulun và Naphtali, để ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaiah nói: Này đất Zebulun và đất Naphtali, hỡi con đường ven biển và vùng tả ngạn sông Giô-đan, hỡi Galilê miền đất của dân ngoại, đoàn dân đang ngồi trong cảnh tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng. Những kẻ đang ngồi trong vùng bóng tối của tử thần nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi. Từ lúc đó Chúa Giêsu bắt đầu rao giảng và nói rằng: Anh em hãy sám hối vì nước trời đã đến gần. Người đang đi dọc theo biển hồ Galilê thì thấy hai anh em kia là ông Simon, cũng gọi là Phêrô, và người anh là ông Andrê đang quăng chài xuống biển, vì các ông làm nghề đánh cá. Người bảo các ông: Các anh hãy theo tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá. Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo người. Đi một quãng nữa, người thấy hai anh em khác con ông Giê-bê-đê là ông Gia-cô-bê và người em là Gioan. Hai ông này đang cùng với cha là ông Giê-bê-đê vá lưới ở trong thuyền. Người gọi các ông, lập tức các ông bỏ thuyền, bỏ cha lại mà theo người. Đó là lời Chúa. Hãy hối cải. Sau khi trình bày cuộc đời mai ẩn ở Nazareth và sự xuất hiện của Chúa bên bờ sông Giô-đan, với những biến cố quan trọng như việc Chúa chịu phép rửa, việc ăn chay ở trong sa mạc 40 đêm ngày, thì hôm nay Thánh Matthêu mở màn bước vào giai đoạn Chúa Giêsu công khai rao giảng tin mừng. Thánh Matthêu mở đầu bằng câu: Sau khi Gioan bị bắt tống ngục, có nghĩa là khi tiếng rao giảng của Gioan Tiền Hô đã bị Hê-rô-đê dập tắt bằng việc bắt giam ông, thì tiếng của Chúa Giêsu lại tiếp nối, vang vọng lên giữa núi đồi miền Galilê: Hãy hối cải vì nước trời đã gần đến. Tất cả phúc âm đều quy về cái điều đó: hãy hối cải. Rồi đây, sau khi Chúa về trời, các tông đồ lại tiếp tục công bố cái sứ điệp đó. Đây không phải là một lối tuyên truyền, nhưng đây là một đề tài rao giảng của các tiên tri, nhất là của Jeremiah. Và đây cũng là đề tài của Chúa Giêsu. Theo kiểu nói của các tiên tri, thì việc hối cải là một sự thay đổi hướng đi, một sự quay trở về với Thiên Chúa vô điều kiện. Đối với Chúa Giêsu và giáo hội thì trước hết trở lại là một cuộc cách mạng toàn diện con người, một sự đổi mới hoàn toàn trong tư tưởng và hành động, một sự thanh tẩy tâm hồn. Muốn vào được nước trời, chúng ta không phải trình vé mà là trình một trái tim mới, trình một tinh thần mới. Trở lại tức là thay đổi một tâm trạng, thay đổi một tinh thần, thay đổi một lối sống. Tội lỗi đã làm cho chúng ta xa Chúa, thì Chúa Giêsu đến đem chúng ta trở về gần với Chúa hơn. Trong tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu như một ngư phủ đi ven bờ hồ tìm một nơi thuận tiện để thả lưới. Chúa Giêsu đi tìm không phải đi tìm cá mà là tìm người. Ngài nhìn thấy hai thanh niên vạm vỡ đang thả lưới, và Ngài gọi: Này, hai anh hãy theo ta sẽ làm cho các anh trở nên những kẻ đi lưới người. Rồi xa hơn một khoảng,
Ngài gặp hai anh em khác đang vá lưới thì cũng một tiếng gọi như vậy, và tất cả đã bỏ chài lưới, bỏ tất cả để đi theo Ngài. Đó là Phêrô và Andrê, đó là Gioan và Giacôbê. Chúa Giêsu không lựa chọn môn đệ ở trong đền thờ, nhưng mà lựa chọn môn đệ ở giữa chợ đời. Người không lựa chọn những kẻ nhàn hạ rảnh rang, nhưng lựa chọn những người đang tất bật làm việc. Người không chọn những người trí thức uyên thâm, thông kinh hiểu luật, nhưng mà lựa chọn những anh thuyền chài đơn sơ cục mịch. Ý định truyền giáo của người là rất rõ ràng. Người lựa chọn những người dám đi ra, dám mạo hiểm, sẵn sàng từ bỏ, không ngần ngại, không do dự. Người lựa chọn những con người có trái tim mở rộng, biết hy sinh quên mình, không bám víu vào bất cứ một điểm tựa nào, dù là lề luật, dù là đền thờ, dù là kiến thức, buông tất cả để chỉ nắm lấy Thiên Chúa, bỏ tất cả để chỉ đi theo Chúa. Phải chăng đây là một tiếng sét ái tình? Đúng hơn, đây là một tiếng sét của ân sủng được truyền cảm cho họ từ lâu rồi, thì nay là giờ quyết định. Ngài muốn có những cộng tác viên sống chết với Ngài hơn là những người chỉ biết nghe suông. Ngài muốn có những đồ đệ dám theo Ngài cho đến Jerusalem, cho đến tận chân thập giá. Và để được như vậy thì phải bỏ tất cả, bỏ nghề nghiệp, bỏ gia đình, bỏ của cải. Bốn người thanh niên đó đã chấp nhận một cuộc trở lại. Họ đã tin rằng với Chúa Giêsu thì nước trời đã đến gần. Hãy theo ta. Tiếng sét ân sủng đó còn tiếp tục vang vọng qua các thời đại, và lời đó ngày hôm nay vẫn còn vang vọng đến tai chúng ta. Nhưng mà liệu chúng ta có dám bỏ mọi sự, bỏ một mối tình ngang trái, bỏ một cách làm ăn gian dối, bỏ một cuộc vui chơi để đến theo Chúa hay không? Nhiều khi chúng ta bịt tai ngoảnh mặt làm ngơ như không hề nghe thấy tiếng Chúa, để khỏi phải đáp trả, để khỏi phải từ bỏ. Bởi vì chúng ta có quá nhiều những sợi dây vấn vương đang quấn chặt lấy cuộc đời và bản thân, khiến cho chúng ta không dễ gì tháo gỡ ra được. Những sợi dây vấn vương đó là tiền bạc, là địa vị, là vui thú. Từ bỏ là đặt mọi sự bên dưới Chúa, coi Chúa là giá trị tuyệt đối, vượt lên trên tất cả. Và như vậy, phải có tình yêu mãnh liệt mới có thể từ bỏ lập tức những gì chúng ta đang ôm ấp. Bởi vì từ bỏ là thước đo tình yêu của chúng ta đối với Chúa. Xin Chúa cho chúng ta cũng biết can đảm đáp lại lời mời gọi bằng tiếng xin vâng mau mắn như Đức Mẹ.